Dạ em xin chào tất cả anh em nha. Em chào mừng anh em. Em chào mừng bà con đến với kênh Tâm Sắc Đức Thắng đó bà con. Em lên tiếp cho anh em cũng như bà con cô bác mình tham khảo một con máy dầu. Cái này là dân ma SS50. Cái này gió bá viên của chú. Theo yêu cầu của anh em mà chưa thắng ơi, lên ít máy dầu cho anh em tham khảo. Thì bữa nay em lên ít máy dầu nhờ cô chú như anh chị mình tham khảo giùm em nha. Cái này là SS50C. Cái này là 50 mà chạy gió bá viên nha cô chú. Còn cô chú nhìn thấy cái mặt gam gì nè, là lý do cái máy này về là cái hồng quay nó bị mẻ. Thì bên em mắc mở nguyên một cái máy khác, máy 7 mình á, gắn vô nguyên cái mặt gam mới nó khác luôn. Nói chung là thay luôn nguyên cái mặt gam á. Cái này SS50 thích hợp cho cô chú mình có miếng ruộng cỡ khoảng từ 5 đến 8 công á. 5 7 công 8 công cô chú bơm nước là rất là ok luôn. Vì cái dòng máy này nó rất là nhẹ. Rất nhẹ, dễ quay, ngay nổ. Máy thì nó nguyên thủy nè. Cô chú nhìn cái ốc lắp lắp nè. Lóc nè. Cái này nó có số seri là 06689. Bô lửa, bô e đầy đủ mà có điều là nó không có thùng dầu. Có cái mặt gam thì bên em thay cái mặt gam khác nè cô chú. Vì mặt gam cũ nó xấu quá, mình để cái họng quay nhìn nó cái mỏ quay nó bể, mỏ nhìn nó xấu quá thì mình phải thay. Cái cần thay là tốn tiền thêm đó, nhưng mà phải thay luôn. Nó phi lá còn rất đẹp luôn, đặc biệt là cái nước là đẹp nhất luôn. Rồi nhờ con test hàng cho cô chú mình nghe tài con bóng này có thay rồi cô chú. Cái này là đồ mới nè, cũng xin báo giá cho cô chú mình tham khảo luôn ha. Cái này em bán cô chú là 3.8 em bao ship. Cô chú nhìn cái máy lóc mới nè, mặt gam thì bên em mới thay ha, hoàn toàn không có đụng chạm gì bên trong. Cô chú nhìn ốc này cô chú cũng biết nè, đó nó nguyên thủy vậy đó. Còn ốc này thì bên em nữa sẽ dặn con ốc dầu trả lại cho cô chú nha. Thì con đầu tiên con máy dầu của ngày hôm nay là 3.8 em bao ship cô chú. Còn cô chú nào mua tại chỗ thì tính 3.5 tới 50. Rồi cô chú nào làm được cái máy này thì alo lại giùm em nha. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây anh em. Chào tạm biệt anh em, chào tạm biệt cô chú. Rồi cảm ơn con trai nhiều nha.